Phải phải những lối đại kỵ này khi dọn bàn thờ ngày Tết, chẳng trách làm mãi không giàu, tán gia bại sản, thậm chí là phá sản. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, vào dịp cuối năm, nhà nào cũng tất bật dọn dẹp, trang trí nhà cửa để chuẩn bị đón một năm mới nhiều bình an. Việc lau dọn bàn thờ, còn gọi là bao sái, là quan trọng nhất, cần làm thật kỹ càng, sạch sẽ, không thể tùy tiện và vội vàng làm cho xong. Về người lau dọn bàn thờ tổ tiên ngày Tết thì nên để người chủ gia đình đứng ra lo liệu và làm việc, thể hiện lòng thành kính, sự tôn kính, hy vọng chăm chút cho nơi ngự của thần linh, ông bà nhà mình. Tuy nhiên, nhiều gia chủ không biết lau dọn bàn thờ đúng cách và thường phạm phải những đại kỵ, làm cho gia đình bị tiêu tài, tán lộc, gặp nhiều đại hạn và sức khỏe thì ngày càng giảm sút. Vậy khi lau dọn bàn thờ thì cần phải kiêng kỵ những điều gì để tránh tiêu tán tài lộc? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên, tỉa và đổ chân hương sai cách. Khi hương đầy, người ta thường tỉa và đổ bớt chân hương. Nhưng việc này không phải ai cũng biết và hiểu cách làm. Nếu tỉa hương sai cách sẽ khiến tài lộc tiêu tán. Cách đúng nhất khi tỉa chân hương là tuyệt đối không được lấy ra hết mà phải để lại 5 chân. Không được rút chân hương rồi cầm bát hương đổ hết cho ra ngoài. Theo người xưa như vậy là rất dễ gây tán tài. Nên dùng chiếc thìa nhỏ giúp từng thìa đổ ra ngoài rồi mới rửa sạch bát hương, đặt sang một bên. Không được vứt chân hương bừa bãi, tuyệt đối không được bỏ chân hương ở những nơi bẩn thỉu. Vì người xưa quan niệm như thế sẽ bị các thần uổng trách, sẽ gặp xui xẻo, vận rủi. Chân hương tỉa ra thường đốt và tất cả tro được thả xuống sông, hồ hoặc hòa nước bón cây. Hơn nữa, với tro, bát hương cũ, đồ thờ cúng khi muốn thay đổi mới thì phải thả ra đồ cũ sông hồ cho mát hoặc những nơi sạch sẽ. Với bàn thờ cũ, cây nến, cây hương tiện bằng gỗ sơn son thiếp vàng nên hóa đi, chứ không nên để nguyên vứt linh tinh, vừa phạm cấm kỵ, vừa ô nhiễm môi trường. Dùng đồ không sạch để lau dọn bàn thờ ngày Tết. Khi đã biết việc dọn bàn thờ ngày Tết rất quan trọng thì các bạn cũng không được lơ là việc dùng đồ gì để lau dọn. Những đồ lau dọn bàn thờ như chổi quét, khăn lau, khăn khô đều là đồ sạch, được mua về để dùng riêng cho lau dọn bàn thờ tổ tiên là tốt nhất. Hạn chế dùng chổi, khăn lau dọn chung, vốn mang nhiều ế tạp, không đảm bảo sự tôn nghiêm. Dùng nước lạnh để rửa bài vị. Khi lau rửa bàn thờ thì nên dùng nước ấm, không được dùng nước lạnh để lau rửa bài vị. Đặc biệt, khi lau bát hương, không nên xê dịch bát hương nhiều, chỉ nên dùng rẻ sạch, lau qua thành bàn thờ bớt bụi, tàn nhang bám trên đó. Nước dùng để lau dọn bàn thờ, lau bát hương, rửa bình hoa hay chén đĩa trên bàn thờ đều phải là nước sạch, được cất riêng, có nhà cẩn thận còn dùng nước mưa hay kỳ công nấu hẳn một nồi nước lá trầu, lá bồ đề chuẩn bị cho việc dọn dẹp bàn thờ tổ tiên ngày Tết được thanh sạch, trang trọng nhất. Có thể nấu nước 5 thứ thảo dược, quế, hồi, đinh hương, gỗ vang, bạch đàn hoặc rượu gừng để tẩy uế, làm sạch đồ thờ cúng. Đun sôi cho kỹ những thảo dược đó với 1,5 lít nước, để ấm rồi dùng nước đó để lau rửa bàn thờ và đồ thờ cúng. Tuyệt đối không lau bài vị của tổ tiên trước bài vị thần Phật. Phật luôn ở vị trí trang trọng và luôn được ưu tiên trước nhất. Người xưa quan niệm nếu không làm như vậy là bất kính, mạo phạm với thần Phật. Thần Phật có ngôi vị cao hơn nên sẽ khiến tổ tiên bị chèn ép. Đặt bát hương trong tranh. Bàn thờ gia tiên của người Việt thường có 3 bát hương. Bát chính giữa là thờ quan thổ công, thổ thần, táo quân. Hai bát hai bên thờ ông bà, tổ tiên của gia đình. Bát hương cần được đặt ở vị trí chắc chắn, không được có chỗ trông tranh vì có nguy cơ bị xê dịch. Trong quá trình lau dọn bàn thờ, rút tỉa chân nhang, hạn chế di chuyển mạch bát hương. Bởi người xưa cho rằng
đặt bát hương trong chanh thì bát hương sẽ bị động, hàm ý mọi thứ sẽ không được ổn định, sẽ đổ vỡ. Di chuyển bát hương tùy tiện. Các nhà tâm linh cho rằng bàn thờ là nơi linh thiêng, phù hộ cho gia đình bình an, ấm no và hạnh phúc. Chúng ta không nên tùy tiện động chạm di chuyển. Điều này sẽ làm tổ tiên, các vị thần khó an vị để phù hộ cho con cháu. Ngoài ra, người ta còn quan niệm nếu di chuyển bát hương quá nhiều sẽ dễ chuyển sang hướng xấu, gây xui xẻo cho gia chủ. Điều này có nghĩa là lòng thành của bạn sẽ không được thần linh chứng giám, gây những điều thiếu may mắn và ảnh hưởng đến vận mệnh của gia chủ. Vì vậy, khi lau dọn bàn thờ, chúng ta chỉ nên lau bát hương sạch sẽ, không được tự ý động chạm hoặc di chuyển kẻo tài lộc tiêu tán. Quên cho thêm tro, cát vào bát hương. Bát hương trên bàn thờ không chỉ là nơi cắm hương sau khi khấn vái của gia chủ. Theo quan niệm dân gian, đây còn là bát đựng tài lộc của gia chủ. Bạn phải luôn nhớ, cho trong bát hương phải luôn đầy để tài lộc luôn dồi dào. Khi lau chùi, chủ nhân cũng không nên di chuyển vị trí. Sau mỗi lần rút chân hương, nên cho thêm tro hoặc cát sạch vào lư hương để tránh tán tài, tán lộc. Không biết một số loại hoa không được trưng trên bàn thờ. Trên bàn thờ tổ tiên cũng thường đặt hoa, các gia đình có thể lựa chọn hoa lai ơn, hoa huệ, hoa cúc, vừa đẹp, tươi lâu đều được. Cũng có gia đình đặt một bình hoa và một bình lộc với mong ước một năm mới tài lộc, bình an sẽ đến với mọi người trong nhà. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số loại hoa kiêng cắm trên bàn thờ ngày Tết. Bạn có thể tìm hiểu để tránh sai lầm đáng tiếc này có thể khiến nỗ lực của bạn khi dọn bàn thờ ngày Tết đổ sông, đổ bể, làm vỡ đồ trên bàn thờ. Một số người khi động đến đồ linh thiêng lại càng có tâm lý sợ hãi, càng hay làm rơi vỡ. Đồ thờ cúng trên bàn thờ là những vật linh thiêng, thể hiện sự trang trọng, tôn kính với người thân và tổ tiên đã khuất. Thế nên, theo quan niệm dân gian, nếu không cẩn thận làm đổ vỡ thì gia chủ sẽ gặp chuyện không may vì thiếu đi sự tôn trọng với người đã khuất. Đây là một trong những điều đại kỵ khi lau dọn bàn thờ. Tốt nhất, chúng ta phải cực kỳ cẩn thận, nhẹ tay, không được làm đổ vỡ đồ vật. Bởi khi làm đổ vỡ các đồ vật, gia đình sẽ bị ông bà tổ tiên quở trách và nhiều điểm xấu sẽ xảy ra. Lưu giữ tiền, vàng giả từ năm này qua năm khác. Nhiều gia đình có thói quen bày tiền vàng lưu trên bàn thờ cả năm với mong muốn tài lộc luôn dồi dào. Tuy nhiên, điều này là không nên. Sau mỗi lần lễ bái thì quý vị nên đốt tiền vàng để hiếu kính với gia tiên và thần Phật. Sắp xếp đồ thờ Phật, thần linh, gia tiên không đúng vị trí. Trước khi đặt lại đồ thờ, dùng 7 tờ tiền vàng đốt hơ 4 phía trên, dưới, trái, phải của bàn thờ. Sau khi đặt lại đồ thờ thì thắp 3 nén hương lên bát hương và vái lại lần nữa. Nếu trước khi mang những đồ thờ xuống cọ rửa, hãy nhớ thật kỹ vị trí để sau đó sắp xếp lại cho đúng. Việc để các đồ thờ cùng sai vị trí sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tài lộc của gia chủ. Thờ phụng thần linh, tổ tiên, ông bà, chăm chút bàn thờ gia tiên ngày Tết chính là sự hiếu kính, hiếu thuận của con cháu với ông bà, mối liên hệ sợi dây huyết thống, tình thân, gắn kết con cháu với những người đã mất một cách mạnh mẽ và bền chặt nhất. Vì thế, các gia đình nên chú ý một số điều thờ cúng, dọn bàn thờ ngày Tết như trên để có thể vừa đúng nghi lễ và mang lại thịnh vượng đến với gia đình mình. Việc lau dọn trên bàn thờ không nên quá thường xuyên vì khu vực đặt bát hương rất cần tích tụ. Nếu động chạm liên tục thì theo tâm linh cũng không tốt. Còn bình thường, khi thắp hương chỉ nên lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ, không nên để bụi bẩn hay mạng nện dính ở đó. Từ trước tới nay, người ta luôn quan niệm rằng người lau dọn bàn thờ phải là gia chủ, đại diện cho gia đình. Thế nhưng, theo các chuyên gia phong thủy thì chỉ cần là thành viên trong gia đình, ai làm việc này cũng được. Chỉ có một số lưu ý nhỏ là trước khi dọn dẹp thì phải tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc đàng hoàng, chỉnh chu và thật thành tâm. Sau đó, chuẩn bị đĩa hoa quả đặt lên và thắp một nén hương thông báo cho tổ tiên và thần linh biết ngày hôm nay sẽ thu dọn bàn thờ, mời tổ tiên và thần linh tạm lánh sang một bên để con cháu thực hiện công việc. Quý vị thân mến, trong phần đầu tiên của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát đã giới thiệu cho các bạn về điều kiêng kỵ tuyệt đối không nên phạm phải. Phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ một số loại nước lau dọn bàn thờ bạn phải biết để có thể tỏ lòng thành kính với thần linh và tổ tiên một cách tốt nhất.
tránh mạo phạm đến các bậc bề trên. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, nước rượu pha gừng. Khi lau dọn bàn thờ, đặc biệt là lau bái vị hay tượng thờ thì tuyệt đối không được dùng nước lã mà phải dùng rượu pha loãng với gừng giã nhỏ. Theo quan niệm dân gian thì gừng và rượu có công dụng trừ tà rất tốt. Nó sẽ giúp loại bỏ những vết bẩn, tẩy uế, đuổi sạch xui xẻo của năm cũ. Nhờ vậy, bàn thờ mới được sạch sẽ, thoáng mát để sẵn sàng đón một năm mới an khang, thịnh vượng hơn. Thứ hai, nước rượu pha tỏi. Cũng giống như gừng, tỏi pha rượu không chỉ tẩy vết bẩn, bám dính hiệu quả mà còn giúp cho bài vị, bát hương, bát đựng đồ lễ, chén rượu sạch bong như mới. Không phải cứ dịp Tết mới có thể dùng. Người ta có thể ngâm sẵn rượu tỏi để lau dọn bàn thờ thường xuyên. Việc này sẽ giúp xua đi những vận xấu đang đeo bám, mang lại luồng khí mới tốt đẹp hơn. Thứ ba, nước thảo dược. Nước thảo dược hay còn được gọi là nước bao sái, gồm 5 thứ thảo dược: quế, hồi, đinh hương, gỗ vang, bạch đàn. Để có được thứ nước này, mọi người đun sôi 1,5 lít nước, sau đó cho các nguyên liệu kể trên vào, đun tiếp 2 phút rồi tắt bếp để âm. Lấy nước thảo dược lau dọn bàn thờ và đồ cúng. Chú ý lau cẩn thận, tỉ mỉ để tránh rơi vỡ đồ đạc, vật phẩm gia tiên. Thứ tư, nước ấm. Nếu trong nhà bạn không có sẵn những nguyên liệu trên thì chị em nhớ dùng nước ấm, đun sôi để nguội, sau đó lau dọn bàn thờ. Khi lau dọn, nhớ phải lau bài vị trước rồi mới đến bát hương để tránh bị hao tài. Khi đặt xuống, nhớ đặt bài vị, bát hương của thần Phật trước rồi mới tới tổ tiên. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.